Châu Tinh Trì khuyên chúng ta không nên chơi cờ bạc bằng cách đóng một vai diễn dùng siêu năng lực để đi chơi cờ bạc và thắng rất nhiều. Đổ thắng. Tại Hồng Kông, anh Tinh đang loay hoay với cái máy bán hàng tự động thì một tay bảo vệ đi ra, bắt anh dùng đô la Hồng Kông chứ không phải là nhân dân tệ để mua nước, hoặc là cúi đầu xin máy bán nước để cái máy nó thương nó nhả ra cho. Anh Tinh xin thật rồi nhắm mắt, bàn tay đặt lên chiếc máy rung rung như đang vận nội công, ép một em lon nước ngọt bắn ra ngoài. Tóm lại là anh Tinh có siêu năng lực. Anh thì đang ngồi đợi chú ba, Ngô Mạnh Đạt, và cùng tôi tri ân đến người chú của cả tuổi thơ. Chú ba thì quên luôn thằng cháu đang đến. Mải mê cúng quan vân trường, tung hoành bốn phương, bàn mặt trược để thằng cháu Tinh chạy đến chân chung cư. Gào lên gọi ông chú, đáp lại là một đống rác rơi xuống cùng muôn vàn lời chửi rủa. Bên ngoài cổng có một thanh niên đang xin lỗi người yêu qua máy liên lạc. Thế là phải nói anh yêu em đủ trăm lần mới được cho vào. Anh Tinh lại tưởng đấy là công nghệ khóa mõm, cũng đi ra để thử. Đúng lúc có bà cô nhà trong chung cư nhìn thấy anh tưởng thằng biến thái nên chạy vội vào quên cả đóng cổng. Thế là anh Tinh vào được bên trong nhưng vẫn chẳng biết ông chú ở phòng nào. Thế là đi từng tầng để gọi, hò to đến mức bị đá ngay ra khỏi chung cư. Anh Tinh mới nghĩ ra một cách, lấy hình ông chú đi báo án để quân triều đình tìm hộ. Chú ba cốn cái máu lầu, may suốt ngày tài xỉu với hội nên có chứng cứ ngoại phạm, không thì thành Đạt Di vào tù hát buồn của anh với Khá Bảnh. Đang nghe chửi thì A Tinh nhìn xuyên cửa thấy đứa bé bị ngã, nhờ thế mà chú Đạt biết thằng cháu có siêu năng, rất thích hợp địa gái soi map check hack, đặc biệt là để chơi bài, vì binh pháp Tôn Tử đã nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chú ba xác định thằng cháu không phải thức tỉnh Sharingan, quyết định bồi dưỡng thằng cháu đi theo nghiệp gao bạc, dạy dỗ cho từng con bài một, sau đấy cho vô sòng chơi xìu tải, thắng đến sợ sập cả nhà cái. Dù đã biết điều thu tay nhưng vẫn bị các đồng đạo sòng bài bao vây cảnh báo. Chú ba thì là thần đằng trời ban, anh Tinh lại có thần lực trời sinh, dùng võ công một mình cân bốn. Rồi bỏ trốn mặc kệ chú ba, anh Tinh chạy ra đường lớn, nhảy lên một con xe thể thao đỏ bỏ trốn. Thế là gặp ngay nữ xế mờ lem, trông chắc chắn là nữ chính, đây là ỷ mộng, mà cũng đang bị bọn nào đấy truy đuổi. Thấy không cắt được đuôi thì cả hai nhảy xuống bệ đá cổ, tiếp tục giao tranh trong một bộ phim mà không ai xem để đánh nhau. Bất ngờ một thanh niên mô tô phi đến, làm anh hùng giải cứu mỹ nhân ỷ mộng. Còn A Tinh thành tên le ve ở bên, bất lực nhìn ỷ mộng được anh hùng chở đi, mặc kệ luôn con xe ô tô vứt đấy. A Tinh còn kịp nhìn dưới nách cô có quả nốt ruồi duyên, nhưng chắc chắn là cả hai có cơ hội gặp lại nhau, vì ỷ mộng là người trong giới cờ bạc, phục vụ cho Hồng Quang, thần bài Hồng Kông. Một người chứng minh cho câu nói hay không bằng hên, từ đầu đến cuối phim chỉ đợi thùng phá sảnh rồi lên bài all in. Hồng Quang thì là đối thủ chuyên kiếp của thần bài Đài Loan Trần Tùng, nghĩa là Tùng lúc nào cũng thua, nên quyết tâm đoạt được giải vua cờ bạc thế giới. Sena Cup sắp diễn ra, cũng vì cuộc thi mà tài năng của A Tinh cũng được Hồng Quang chú ý. Trong lúc đấy thì hai chú cháu đi xem đua ngựa, A Tinh cũng tình cờ để lộ ra khả năng thay đổi tờ vé số, giúp hàng xóm chú ba thắng tiền chữa bệnh cho cháu. Đây chính là tuyệt kỹ nặn bài trong truyền thuyết, nhưng mà đã dùng rồi thì năng lực sẽ bị phế đi một tháng. Đúng lúc đấy thiệp mời của Hồng Quang lại đến, chú ba từ chối thì không được, mà năng lực A Tinh thì phải tạm thời bị mất. Thế đành phải học cách giả vờ là người có năng lực bằng cách bắt chước người có năng lực thật sự, thần bài của mọi thần bài, Châu Nhận Phát. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, A Tinh đến gặp Hồng Quang, chú ba thì phải đợi bên ngoài. Hồng Quang chi tiền cho A Tinh sục sặc với hai em gái để ông quan sát năng lực của anh, nhưng năng lực của A Tinh thì đang nghỉ Tết nên hiện nguyên hình là thằng đần thua sạch. Đúng lúc đấy thì Hồng Quang lại cho ỷ mộng bê thêm tiền ra. Siêu năng lực của A Tinh lập tức vì gái mà làm thêm giờ, nhìn xuyên cốc đậy xúc sắc và không thể ngăn cản cho A Tinh trong tay Châu Tinh Trì. Chiến thắng rực rỡ làm Hồng Quang muốn chiêu mộ, nhưng chú ba lại muốn làm giá nên là không đồng ý ngay. Năng lực của A Tinh cũng đã đến tai của Tùng do một gián điệp cái bên đối thủ. Ông này lập tức gọi chú ba đến, chỉ cần A Tinh giúp Đài Loan thắng Sena Cup thì muốn gì cũng được. Thế là chú ba quyết định ủng hộ đội nhà. Hồng Quang biết tin, lập tức cho quân sang định trừ khử A Tinh. Lúc này gián điệp của Tùng mới lộ ra, chính là ỷ mộng. Cô giải thoát cho cả bọn rồi phi cano trốn đi. Sau vụ đó, căn nhà chung cư của chú ba luôn có người gác cửa. A Tinh thì mất hồn mất vía, giữa ban ngày mà đòi mộng này mộng kia. Chú ba đành đi ra gọi một cuộc điện thoại rồi hứa cho A Tinh gặp người tình nếu như thắng cuộc thi sắp tới, chính là vòng loại của Sena Cup. Thế là cứ thắng một trận là A Tinh được hẹn hò với ỷ mộng một buổi. Dưới sự bảo vệ của rất nhiều thằng đàn ông khác, A Tinh khó chịu quay sang gây sự với cả đám. Thế là chú ba phải đi thuê gái ngành vệ sĩ bảo vệ thằng cháu. Cẩn thận thế vì Hồng Quang vẫn chưa từ bỏ ý định cho người tấn công A Tinh trong nhà hàng. A Tinh thì an toàn nhưng ỷ mộng thì lại bị bắt đi, khiến A Tinh mất hết ý chí, vật vã đòi có ỷ mộng. Chú ba mới thuê cô hàng xóm giả dạng trông giống như chị em khác cha khác mẹ, nhưng được cái có nốt ruồi duyên ở dưới nách y hệt nên A Tinh coi luôn nốt ruồi là ỷ mộng. Thế là chị hàng xóm phải giơ nách lên ra ngoài hẹn hò với A Tinh, nhờ thế mà siêu năng lực lại hồi phục. A Tinh dễ dàng đi đến chung kết Sena Cup. Hồng Quang với Trần Tùng còn đặt cược thêm 100 triệu đô la, cứ như lần này không có gì cản được A Tinh lần nữa. Nhưng chồng cô hàng xóm có vấn đề, vì không thích nhìn vợ suốt ngày đi với giai, rồi trách chú ba suốt ngày dẫn A Tinh đi cờ bạc không chịu làm ăn lương thiện, trách A Tinh có siêu năng lực mà không giúp người, đi phí phạm và đỏ đen. Lời chửi động lòng người khiến A Tinh bỏ đi, muốn thoát khỏi con đường cờ bạc, khiến cho chú ba lặng lại. Nhưng hôm sau đã là chung kết của Sena Cup, chú ba thì đành một mình xoay sở đi cùng người của Trần Tùng. Cô chú hàng xóm chạy đi tìm A Tinh hộ, tìm hẳn ra nơi giam giữ ỷ mộng rồi giải cứu cho cô. Nhưng mà A Tinh đang ở đâu? Anh đột nhiên xuất hiện ngầu lòi tại sảnh thi đấu. Quyết định quay lại này là vì chú ba, chứ không phải là do ham mê tiền bạc danh vọng. Hồng Quang mới đi qua bắt tay A Tinh, thực chất là lén đưa ra đồ vật của ỷ mộng uy hiếp anh.
Thế là A Tinh mất sạch năng lực, sinh ra ý rút lui. Nhưng giờ lùi một bước là đưa cổ chú ba đến gần cái chòng thêm một bước. A Tinh phải đánh liều để chơi với Hồng Quang. Bằng đúng cái đầu nghĩ ra kế báo án ông chú để tìm người, A Tinh nghĩ ra một kế khác, khắc chế hoàn toàn năng lực của Hồng Quang. All in mà không thèm nhìn bài, nghĩa là phó thác hoàn toàn cho vận may. Mà có là vua thì cũng phải thua thằng liều. Hồng Quang thì bài xấu nên không dám theo. A Tinh cứ dùng đi dùng lại trò đấy mà ăn tiền cược đầu. Nếu hết thời gian đấu mà Hồng Quang cứ chùn thì sẽ ít tiền hơn mà thua. Cho đến ván cuối cùng, Hồng Quang cầm được đôi quy ca cơ cùng chất. A Tinh thì có con át cơ. Với hai tép, A Tinh vẫn cứ tố tất tay. Nhưng lần này thì Hồng Quang có cơ sở để ăn to, mà thời gian cũng không cho phép được lui, thế nên là phải theo. Bài tiếp tục được chia, lại thêm đôi át cho A Tinh. Còn bài của Hồng Quang cũng đẹp như vẽ. Nếu Hồng Quang ra thùng, nghĩa là được con bài cơ bất kỳ, thì A Tinh phải được tứ quý mới chặt nổ. Lỡ mà ra con 9 cơ thì Hồng Quang thắng chắc, cơ mà trời cho ông con 7 cơ. Thế nên theo lý thuyết, A Tinh chỉ cần nặn ra con át cuối là thắng. Nhưng mà nó lại là 3 bích. Siêu phẩm đánh bay mọi sổ hộ nghèo, giấy khen, huân chương lao động và cả sổ đỏ nhà chú ba. A Tinh cố gắng ngồi dặn bài, sửa thành cây át như lúc làm với tấm vé đua ngựa, nhưng năng lực đã mất, nặng thì cũng ra cái nịt. Đúng lúc đấy vợ chồng hàng xóm náo loạn ngoài cửa và người đi theo họ chính là Ỷ Mộng. A Tinh hứng hực khí thế như chị em hồi xuân, một lần nữa ngồi nặn bài, năng lực mạnh đến mức thoát cả ra bên ngoài, mồ hôi chảy ra như suối. Rồi trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, A Tinh hạ bài, vẫn là ba bích. Hồng Quang cười đắc thắng lật bài, nhưng nó lại là con át đen. Hóa ra A Tinh nặn nhầm bài đối thủ, phá luôn bài đẹp mà chiến thắng. Hồng Quang thua cay đắng, tố A Tinh gian lận cờ bạc. Nhưng không, tun này là tun chúa rồi. Cuối cùng Sena Cup cũng thuộc về Đài Loan. A Tinh thì học được cách trân trọng những người xung quanh mình, chứ không đòi Mộng giữa ban ngày nữa. A Tinh và Ỷ Mộng thì không đến được với nhau, vì không ai thích Mộng Tinh cả. Đấy là hết phim. Chúc anh em một cái Tết không lỗ. Tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.